chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay, vợ của Lê Dương Bảo Lâm xác nhận đóng cửa quán sau ồn ào thất thủ, nam diễn viên có thái độ trái ngược với vợ mình. Dù chỉ mới hoạt động được một thời gian ngắn nhưng cơ sở kinh doanh của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm phải là tạm nghỉ. Sau thông báo sẽ mở hàng loạt nghệ sĩ đình đám như là Thúy Ngân, Isaac hay là Nevan hay là Bích Phương về quán cà phê vỉa hè ở Long Thành, Đồng Nai để giao lưu thì vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh gặp biến. Theo đó thì do lượng khán giả kéo đến quá đông và ngoài tầm kiểm soát làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương nên vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm phải hủy buổi giao lưu và mời khán giả ra về. Đến mới đây thì Quỳnh Quỳnh đã trực tiếp chia sẻ về tình hình của cơ sở kinh doanh này. Tối ngày 25 tháng 7 thì vợ của Lê Dương Bảo Lâm xác nhận phải đóng cửa, nghỉ bán một thời gian đến khi tìm được địa điểm mới để tiếp tục kinh doanh. Quỳnh Quỳnh thể hiện sự buồn bã do quán cà phê đang buôn bán tốt, rất là đông khách mỗi ngày nhưng buộc phải tạm nghỉ. Vợ của nam diễn viên chia sẻ, tạm thời em sẽ nghỉ, em sẽ bán ở một chỗ khác cũng gần ở đó thôi chứ không ở đâu xa, xui ghê. Và hiện tại thì Quỳnh Quỳnh cho biết đã trở lại với công việc bán hàng online trong khi chờ mặt bằng mới để có thể khai trương lại tiệm của mình. Và trong khi Quỳnh Quỳnh buồn vì quán nước của gia đình phải tạm đóng thì về Lê Dương Bảo Lâm lại có thái độ khác hẳn. Nam diễn viên vẫn vui vẻ và tự hào vì lượng khách kéo đến đông đảo với việc anh và đồng nghiệp được khán giả vô cùng yêu thương. Nói về chuyện quán phải đóng cửa thì Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ không sao, dù quán có thể đẹp thiệt nhưng mà không buồn vì mọi người yêu quý quá nhiều, yêu quý quá mới. Tới đây lỡ phá sản đẹp quán cũng vui vì lượng fan đông. Vào tối ngày 24 tháng 7 thì Lê Dương Bảo Lâm rơi vào tình trạng là thất thủ và đóng cửa quán, tắt đèn và yêu cầu khách ra về vì lượng khách tập trung tại quán quá là đông để giao lưu với các nghệ sĩ. Và thời điểm đó thì nam diễn viên cũng nhanh chóng hủy show để đảm bảo an toàn cho các đồng nghiệp của mình. Quỳnh Quỳnh từng phải bật khóc để xin lỗi vì năn nỉ khách ra về. Mọi người ơi, em đã nói hết chỗ rồi thì mọi người di chuyển giúp em đi. Ngày mai có thể em sẽ không còn được bán ở đây nữa đâu. Và đó là câu chuyện buồn cho Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh. Đúng là người có trúng số nhưng mà không được hưởng đó anh em nè. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên đăng ký với chung nhé. Tạm biệt.